Thưa quý vị và các bạn, thực hiện di chúc của Bác Hồ là làm cho ai cũng được ấm no hạnh phúc, ai cũng được học hành tiến bộ. Thời gian gần đây, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn đã thành lập bếp ăn tình thương phục vụ học sinh, người lao động, người già yếu, người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là bếp ăn tình thương thứ hai ở huyện Thoại Sơn. Tuy chỉ phục vụ một buổi trong ngày, nhưng bếp ăn này đã giúp cho bao hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Thật trân trọng và đáng quý tấm lòng của những con người mộc mạc chân chất đã tự nguyện phục vụ ở bếp ăn này. Trong những năm qua, với niềm yêu kính Bác sâu sắc, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã được đông đảo cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân ở huyện Thoại Sơn hưởng ứng bằng nhiều cách làm sáng tạo, góp phần đẩy nhanh tốc độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo động lực cho sự phát triển của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng như Thoại Sơn. Ngày nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ không chỉ tác động sâu sắc đến nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên mà còn lan tỏa sâu rộng đến cách nghĩ, cách làm của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, gần gũi mà sâu sắc nhất đối với bà con mình là lòng yêu nước và tình yêu thương con người thật bao la của Bác. Khi lòng thương yêu con người được khơi gợi, phát huy thì mọi việc làm đều được thực hiện với tinh thần tự nguyện. Với tinh thần đó, sau khi tham quan và học hỏi mô hình bếp ăn tình thương của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch và một số nơi khác, vào trung tuần tháng 11 năm 2018, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Núi Sập đã đưa vào hoạt động bếp ăn tình thương trong niềm phấn khởi của các thầy cô giáo và các em học sinh. Thấy rằng những em học sinh đó, nhà xa rồi đi học cái tuyết dày đặc, tự ra không có cái điều kiện để nấu ăn được. Và những em học sinh nghèo có là không có tiền để mua giết mực, những bà con bán vé số mà kém thu nhập đó, thì từ những cái nguyên nhân trên mới là suy nghĩ ra để làm cái bếp ăn tình thương. Cái đó thì ban trị sự mới đứng ra là quan hệ xin tổ chức với là chính quyền Mặt trận Tổ quốc, khi mà được trên chấp thuận rồi thì anh em mới đi vận động các mạnh thường quân, trong đó thì có người là cũng cho mượn đất để mình là xây dựng cái trụ sở này. Và khi xây dựng được cái trụ sở rồi thì là lúc đó thì bắt đầu là tiếp tục là vận động những cái mạnh thường quân đóng góp gạo, cũng như là những cái là như mình nói mà ví dụ rau cải đồ này đó đó, đường muối bột ngọt dầu ăn đồ vân vân, mỗi người là coi như mình vận động tùy theo cái chỗ. Ví dụ chỗ có gạo thì người ta là sẵn sàng cung cấp gạo, chỗ có dầu ăn người ta bán dầu ăn thì người ta cung cấp cho dầu ăn. Thì phải nói từ đó thì bắt đầu hình thành và đi vào hoạt động. Bữa cơm trưa là chuyện nhỏ so với mặt bằng thu nhập chung hiện nay, nhưng đối với những người khó khăn, già yếu, những người lao động nghèo làm thuê làm mướn hàng ngày để kiếm sống, hay là các em học sinh nghèo nhà xa trường, thì bữa cơm trưa là một khoản chi tiêu cần phải tính toán sao cho phù hợp với hoàn cảnh nhà mình. Vậy thế, có được bữa cơm trưa miễn phí no lòng thì thật là đáng quý. Bếp ăn tình thương của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Núi Sập chủ yếu phục vụ các em học sinh đi học xa nhà, đặc biệt là con em của những gia đình lao động nghèo, để các em có được bữa cơm trưa chắc dạ. Nhờ có bếp ăn tình thương này mà học sinh xa nhà có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại và trường Trung học cơ sở Núi Sập bớt đi một phần gánh nặng cho gia đình mình. Đồng thời, các em cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi để học tập tốt hơn. Hiện nay bếp ăn tình thương hoạt động từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Mỗi ngày phục vụ khoảng 120 suất ăn cơm canh nóng sốt. Em cảm thấy mấy bạn với em là rất là hạnh phúc, tại vì có một nơi nhà ăn tình thương ấm áp như vậy, rồi giúp cho mấy bạn là ở nhà xa này kia có nơi ăn uống, tiết kiệm được tiền để mà trang trải cho việc học. Ở đây thì cô chú phục vụ là rất là nhiệt tình, chân thật, rồi khẩu vị ăn ở đây thì rất là hợp lý, ngon. Để duy trì lâu dài, bếp ăn tình thương thị trấn Núi Sập đã củng cố tổ chức, phân công công việc rõ ràng, cụ thể để điều hành công việc một cách khoa học, hợp lý. Gồm có ban giao kế, thư ký, thủ quỹ, tổ nấu ăn với gần 20 thành viên.
Do thấy được mục đích và ý nghĩa mà bếp ăn mang lại cho học sinh và những hoàn cảnh khó khăn, nhiều người đã tự nguyện tiếp công góp của hỗ trợ thêm cho bếp ăn từ thiện này. Tham gia đông nhất là tổ nấu ăn, ngoài hai đầu bếp chính còn có nhóm phụ, việc chế biến thức ăn, nấu cơm, nấu nước, sẵn sàng phục vụ cho học sinh và mọi người đến với bếp ăn. Đó là những nông dân hiền lành, chất phác, muốn làm việc thiện, giúp đời, giúp người. Nên khi cùng nhau làm việc, ai nấy đều vui vẻ, xông xáo, làm bằng tất cả tấm lòng, bằng tinh thần phục vụ như đang chăm lo cho chính gia đình mình. Ai cũng coi việc san sẻ bữa ăn với người nghèo khó cũng là chia sớt niềm vui trong cuộc sống. Tại vì thấy mấy đứa em nó đi học ở xa đó, rồi cơm nó thiếu thốn, buổi trưa nó ăn không có ăn, mà mình tự nguyện mình lại đây mình làm cho em Út nó có, nó ăn, nó có tinh thần để nó học tập. Mỗi phần ăn trưa chỉ khoảng 10.000 đồng. Nguồn kinh phí này do các mạnh thường quân đóng góp. Họ là những tiểu thương buôn bán nhỏ ở thị trấn Núi Sập hay ở thành phố Long Xuyên. Thấy nơi này làm từ thiện tốt nên ủng hộ nhiệt tình. Người góp công, người góp của cùng chăm lo cho người nghèo khó. Không chỉ các em học sinh mà ngay cả những người lao động, người bán vé số cũng cảm thấy no dạ ấm lòng khi được phục vụ tận tình bữa ăn trưa. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bữa ăn giúp họ cảm thấy được sẻ chia phần nào những khó khăn trong cuộc sống. Một tuần lễ thì mình thay đổi tới 4 món ăn lận. Thứ hai thì canh chua. Thứ ba thì tới canh rau. Thứ tư thì tới xào. Thứ năm thì canh khoai ngọt. Thứ sáu thì tới canh ngũ quả. Rồi thứ bảy tới canh chua lại. Mình thức ăn thì mình thay đổi hoài, không có cho nó ăn thứ một. Không chỉ phục vụ bữa ăn trưa tại chỗ, những người làm công tác từ thiện ở bếp ăn này còn mang cả cơm đến tận nhà cho những người già yếu, neo đơn, cơ nhỡ, bệnh tật, đi lại khó khăn. Người gắn bó với công việc này là bà Nguyễn Thị Lệ Dung. Làm cộng tác viên dân số của thị trấn Núi Sập, nên bà biết rõ những hộ cần giúp đỡ hay là những cụ ông, cụ bà già yếu, con cháu đi học, đi làm xa, không có thời gian chăm sóc. Vậy là bà Dung tình nguyện mang những phần ăn trưa đến từng nhà. Mỗi ngày bà Dung mang bữa ăn trưa miễn phí cho hàng chục người. Những bữa ăn tuy không đáng là bao, nhưng các cụ cảm thấy ấm lòng khi xã hội có nhiều người tốt biết quan tâm giúp đỡ người già yếu. Hiệu quả hoạt động của bếp ăn tình thương thị trấn Núi Sập giúp cho những người tâm huyết với phong trào từ thiện xã hội của địa phương càng có thêm động lực tham gia việc làm ý nghĩa này. Đây mới chỉ là bước đầu trong hành trình giúp sức cho các em học sinh đến trường của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Núi Sập. Thời gian tới, bếp ăn tình thương thị trấn Núi Sập sẽ tiếp tục vận động để xây thêm chỗ nghỉ trưa mát mẻ cho các em. Mình nấu ăn mà, mình cũng cần cho các em nó ăn rồi nó có được cái trí tuệ, nó thông minh, nó học giỏi, mừng. Mỗi khi là nó đến đây ăn đông mình mừng lắm. Nhưng mà mình hình thành được bếp ăn tình thương, nó phải nói là rất là hết sức là coi như vui, địa phương rất vui. Mà trong đó mà mình vui nhất là đối với Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo là một cái ý nghĩa hết sức là quan trọng, đó là vì đạo pháp, vì dân tộc, mà hơn nữa là vì phục vụ cho nhân dân, mà trong đó là đối với hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Tấm lòng vì người nghèo của các nhà hảo tâm và các thành viên bếp ăn tình thương thị trấn Núi Sập thật đáng trân trọng, rất cần được nhân rộng để cái tốt cái đẹp ngày càng được sinh sôi nảy nở như qua mùa xuân. Lá lành đùm lá rách, nghĩa cử tốt đẹp ấy của dân tộc Việt Nam đã có tự ngàn đời nay. Điều này lại được người dân tỉnh An Giang nói chung và người dân huyện Thoại Sơn nói riêng duy trì tiếp nối qua việc thực hiện các việc làm ý nghĩa chăm lo cho người nghèo với mô hình bếp ăn tình thương.
thương. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Nét đẹp giữa đời thường của Đài Phát thanh Truyền hình Nhân dân hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.